ca khúc Nếu Em Được Chọn Lựa. Và với ca khúc này sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 36 Thục Mẫn. Vâng, xin một tràng pháo tay dành cho phần dự thi của Thục Mẫn. Anh biết
xin chúc mừng cho Thục Mẫn vừa hoàn thành bài hát dự thi của em. Và sau đây để chúng ta cùng nghe lời phê bình của ban giám khảo. Và sau đây Vĩ Lan xin mời nhạc sĩ Phan Thanh ạ. Alo. Xin chào em. Dạ chào chú. Trước tiên bài hát này thì nó rất là nhiều cảm xúc. Nhưng mà trước tiên thì cho Phan Thanh khen ban nhạc cái. Ban nhạc đệm cái bài này quá hay, làm cho một tràng pháo tay cho ban nhạc, cho thí sinh cảm thấy rằng Thục Mẫn đầy những cái nghị lực để mà thực hiện cái bài hát. Nói chung là xuyên suốt cái bài hát của cháu á thì cháu hát rất là hay. Cái giọng của cháu rất là đặc biệt, rất là dày. Khi vô hai câu đầu thôi thì ở đây chú cũng nổi da gà đó, rất là cảm xúc. Và rồi tiếp bên đây thì cũng là con ca sĩ Tử Muội thì cũng nói là cái cô này hát ít khuyết điểm nhất từ hồi nãy giờ. Thì chú chỉ nói vậy thôi, chúc mừng cháu. Dạ con cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Phan Thành. Và cảm ơn em và chúc mừng em đã có những lời khen từ ban giám khảo nhé. Vâng, xin cảm ơn em.